Đỗ Dinh xin chào các bạn nhé. Sáng nay ngày 23 tháng 7, 2021, chúng ta lại cùng nhau giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Toàn và Đào Duẩn, địa chỉ xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Vâng, các cái đợt về thăm và giao lưu những cái cuốn video được gửi đến các bạn thì số lượng cây mà chúng ta chấp nhận giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Toản cũng được khá nhiều rồi. Qua cái đợt vừa qua thì tất cả những cái tác phẩm cũ chỉ còn khoảng 20%. Hôm nay làm chương trình tại đây, Đỗ Sinh thấy các anh đã có rất nhiều những cái tác phẩm mới. Vâng, chào anh Bùi Toản. Vâng. Hôm nay anh Toản mặc bộ quần áo này trông kiểng trai quá. Còn anh Duẩn thì lúc nào cũng có một cái mũ cối xanh. Đấy là cái điều nhận biết nhất ở các cái chợ mà anh đứng bán. Tôi tiết lộ một cái điều mà trong bình luận video các anh cũng đều nói là anh Duẩn thì phải nhận biết bằng cái mũ cối xanh. Còn anh Toản thì nhận biết bằng những cái bộ cánh và da trắng hơn, thấp hơn nhưng mà lại đẹp trai hơn. Đấy, để phân biệt giữa anh nào là anh Toản, anh nào là anh Duẩn. Thế còn vườn thì là hai anh em làm chung, chỉ có số điện thoại của từng cuốn video là khác nhau. Với lý do như tôi đã nói từ trước là để tránh trường hợp là một anh tiếp khách quá nhiều lần, bận rộn trong ngày. Thì san ra để các anh có trách nhiệm từng cuốn video một. Bây giờ là làm ở mâm xoay trước hay là chia sẻ phía ngoài trước? Làm cái này cứ vào 5 phút đi, xong là làm mâm xoay nhé. Bây giờ ta đến với mâm xoay đi. Vâng, trước mâm xoay và một cái phông. Anh em vườn cảnh Toản Duẩn sẽ giới thiệu với các bạn. Cuốn video này là đứng tên ai, số điện thoại của ai? Anh Bùi Toản nhé. Rồi. Vâng, tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này chúng ta giao lưu với anh Bùi Toản từ một cây xanh Nam Điền. Cây xanh dáng huyền. Các anh bố trí đưa lên một cái chậu quạt nhìn cũng rất là hấp dẫn. Quay tiếp đi tao. Rồi. Cái chỗ quả rất hợp. Đây rồi. Bởi vì nó là cái dáng huyền ôm chậu. Lá đã nhỏ tí lại nhỉ. Lá rất đẹp nhé. Vâng, cây xanh này báo giá bao nhiêu anh ơi? 18 triệu. 18 triệu ạ? 8 triệu. À, 8 triệu thôi ạ? À? Vâng. Vâng, đi xe ô tô chạy từ trên Ba Vì về Tân Hương, Ninh Giang ù hết cả tai. Anh nói 8 triệu thôi thì tôi lại bảo những 18 triệu. Vâng, xin lỗi các bạn. Có 8 triệu một cây như thế này nhá. Tất cả báo giá của anh Toản và anh Duẩn ở Tân Giang, Tân Hương, Ninh Giang đều là giá bao ship toàn quốc trên tất cả các cuốn video Đỗ Sinh chia sẻ. Đấy, chỉ nhấn lại một lần thế để chúng ta xác định được. Và đây là số điện thoại của anh Bùi Toản để chúng ta giao lưu này. 0969 114 131. Tổng thể tàn bay từ ngọn xuống là 48 chú. Vâng. Nằm trong cái chậu là 42 cm. Chiều dài, chiều ngang là 21. Đấy, quay cận rõ thân bệ gốc. Để quay cái bệ thôi. Vâng. Quay tiếp. Vâng. Sang phía bên này, bệ bên này. Vâng. Rễ nó có đều không? Đều chú. Rễ đẹp rồi. Vâng. Rồi, ok. Anh chuyển cái khác đi. Và kế tiếp chúng ta đến với một cây tùng La Hán.
một cây tùng dáng huyệt. Bộ bệ rất là mềm, kỳ dị chưa, đường thân uốn chén. Chỗ này nó lại vặn xoắn lại hay nhỉ. Vâng. Con ốc. Đấy. Con ốc kìa. Đây là còn bên này nó lại mỏng dẹt thôi. Vâng. Đấy. Tạo lên một cái nét rất là kỳ quái ở chỗ đấy. Giá bao nhiêu anh ơi? Giao lưu là bằng 1 triệu 9 thôi. 1 triệu 9. Vâng. Tác phẩm một người bê khá đẹp. Rồi anh chuyển đi. Vâng, cũng nói về tùng La Hán. À, đây là cái bộ sưu tập những cây tùng tầm nhỏ và mini của anh Bùi Toản. Cây này thì bao nhiêu tiền anh ơi? Cây này có giá chú là 1 triệu 2 chú ạ. Giá 1 triệu 2. Vâng. Vâng, sẵn chơi. Ok rồi, chuyển nhé. Cái này được rồi. Dành dành à. Và chúng ta đến tiếp với cụm dành dành. Ở đây là một quần thụ. Vâng. Nó như là rừng dành dành. Các thân nó liền, nó gắn kết với nhau. Rất là già. Lâu năm. Làm cho nó khay rất là hợp. Anh đo hộ kích thước này nè. Khả năng lúc nãy mình nhầm, chưa biết là có liên kết chưa. Thôi cứ đo lần nữa, kể cả đo hai lần không sao. 64. Vâng, 64 chiều cao. Là 35 từ mặt chậu. Đúng rồi. Và giá báo bao nhiêu? 8 triệu rưỡi. Giá 8 triệu rưỡi. Giao lưu với anh em thích chơi dành dành là 8 triệu rưỡi chú. Vâng. 8 triệu rưỡi là sẽ bao ship trên toàn quốc. Cái giá, cái cốt của nó rất giả. Cực kỳ già luôn. Đấy. Sau cái đợt có hoa đã đỗ quả, một số những cái quả dành dành. Quả dành dành chín vàng người ta còn đồ xôi mà. Thay gốc được mà. Rất thơm. Màu nó tươi. Rồi anh chuyển cây khác nhá. Cây này một người bê được không? Cũng được đúng không? Và chúng ta đến với một cây túc. Uống nước chưa? Có phải khoai sáng này? Có phải Trương Phạm đâu? Trương Phạm. Tôi cần biết cả lý lịch của nó đấy. Vâng, chúng ta đang quan sát cái bệ túc này. Một bệ túc khá là già mà chân đế rất vững chắc. Bệ quá đẹp luôn. Đặt trên cái chậu rất hợp nhé. Cái chậu vuông. Anh đo đường kính kích thước của cái chậu coi. Chậu vuông bao nhiêu? Chậu vuông phú bì là 32 chứ. 32 32 phú bì. Được rồi, 32 32 phú bì. Đấy, cây túc dáng hoành vươn ra. Chiều cao mặt rộng 40. Sải tán tổng thể từ gốc sải tán là 56. Ok. Quay tiếp, quay tiếp. Đấy là cái cổ thân đấy. Vành thân là vành gốc là 26. Rồi. Cây này báo giá bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Tốt quá. Vâng, số lượng rằm rất khá, rất dày rồi. Cây này chắc chắn là lá sẽ nhỏ. Mà ra lộc mới thì tuyệt vời, rất đẹp.
3.500.000. Được rồi, anh chuyển nhé. Và tiếp đến là một cây xanh. Cây xanh dòng xanh Nam Điền. À, mà có cái đường đi của thân rất là kỳ dị. Và anh em chúng tôi hay nói trêu câu là có cái đường đi của thân ấy, như là vòng vo Tam Quốc ấy. Ngoặt trái ngoặt phải lên xuống đổi hướng 360 độ luôn. Và các bác chơi yêu thích những dòng cây thân quái thì đây là một trong những cây mà có cái đường nét rất là kỳ dị. Rồi anh đo kích thước cái. Đây đây, đo vị trí này, này. Là vị trí thân. Rồi đúng rồi. 25 à? 25 chiều cao. Vậy chỉ cần đo thế thôi. Bao nhiêu? 55. À, giá bao nhiêu tiền? Giá mấy? 9 triệu á? À? Tuyệt vời quá. Quá đẹp. Cái bóng cây thân quái giá 9 triệu. Ok rồi, chuyển nhá. Đây là số điện thoại của anh Bùi Toản để chúng ta giao lưu. 0969114131. Chúng ta lại đến với cặp xanh bonsai mini. Cũng là những cây xanh Nam Điền. Nam Điền hạt đúng không anh? Và trong cuốn video này thì vài phút trước chúng ta thấy có một cặp. Đây là cặp thứ hai. Để các bạn xác định trước, bởi vì quay dăm ba cặp thì không biết cặp nào và cặp nào. Và trong từng cuốn video một nhá. Cuốn video thì đều có những cái series, ví dụ SH bao nhiêu đấy. Cặp xanh số mấy đấy chẳng hạn, thế là anh em chúng ta trao đổi nó dễ. Cặp số 2. Cặp này thì bao nhiêu tiền anh? Giá giao lưu nó có bác là 1 triệu 8. 1 triệu 8. Một cặp. Vâng. Cũng là những cây chơi để bàn. Cơ bản là cái cốt cây nó cũng liền lạt, nó không bị mục ruỗng chỗ nào. Mà nét cây là những cây mini như thế này, mình cứ cơi chơi nó cứ cô lại mãi thế này thôi. Càng làm được nhiều năm, càng nhiều dăm càng đẹp. Giá 1 triệu 8. Rồi, anh chuyển đi. Và chúng ta chuyển tiếp đến cây tùng La Hán. Vâng, anh xoay để tôi xem nó có cái củ cái cây tùng nó như là tích tụ phát lộc cái nào này đây. Đấy, cận cảnh nha. Đấy, các bác nhìn thấy đằng sau nó có một cái bệ nó kéo dài ra. Xong nó lại vê tròn cái đầu này lại. Không có sẹo trước gì hết. Đấy. Đấy, nó như là một con thú đang nằm ấy. Rồi, anh cho cái kích thước chỗ này cái. Chỗ này là gọi là thân đấy. Không đo cái bệ làm gì cả, đo chỗ này thôi. Rồi, cổ thân đấy. 20 tròn chứ. 20 tròn. Và kéo chiều cao vậy thôi. Còn 45. Giao lưu giá bao nhiêu anh ơi? Giá 4 triệu rưỡi. Và cao 45 phân. Hợp lý. Hơn 4 triệu bạc. Được rồi. Chuyển nhé. Em thay chậu.
cũng nói về những cây tùng La Hán, một cây bonsai tầm nhỏ. Nhìn cũng rất là khéo nhé. Chậu 20-20. Vâng. Cao 37 phân. Được rồi. Sở dĩ là anh em chúng tôi đo cái chậu để chúng ta hình dung ra được cái bóng cây nằm trên cái chậu vuông 20-20. Với giá tiền báo là bao nhiêu anh ơi? 4 triệu. Giá 4 triệu. Mà lúc nãy cây to thì kia là có 4 triệu rưỡi. Rồi, ok rồi, chuyển nhá. Vâng, chúng ta tiếp đến một cây tùng La Hán dáng trực. Và đây cũng là tác phẩm cuối cùng trong cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Đến với vườn cảnh anh Bùi Toản, xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Cây này thì có cái bộ đế và thân rất là côn giật. Chúng ta đi từ cái mặt chậu lên này. Theo từng nhịp chia tay và thân thu lại rất là côn. Rất là 28. Vị trí đó là 28. Và đấy, rất côn nhé. Chiều cao. Chiều cao 53 phân. 53. Nằm trong lọt lòng 27. Và 27. Cây này báo giá bao nhiêu anh ơi? 5,5 triệu. Giá 5,5 triệu. Và bóng cây tùng dáng trực nhìn hay phết đây. Rồi, chúng ta xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp đến cuốn sau. Đây là số của anh Bùi Toản để chúng ta tiện việc giao lưu. Trên cái dòng chữ tiêu đề giới thiệu video tôi cũng có ghi đó. Độ biến nó cao. Cùng này thì bọn em không có